Thấy cha ngày nào cũng đi làm vất vả, bé gái mang tiền dành dụm đưa hết cho cha và câu nói khiến cha xúc động. Mẹ ra có đi làm không? Có hả? Sao ba đi làm ngoài vậy? Ba đi làm kiếm tiền mua sữa. Thôi. Mẹ mốt ba ở nhà đi. Mình có tiền rồi nè. Mình lấy cho coi. Đây là một cái này.